Trước khi bắt đầu chương trình, tác giả Ilfer muốn lưu ý rằng chúng ta cần phải nhớ những vị trí cơ bản trên sân như hình ảnh đang xuất hiện trước mắt, được đánh dấu bằng các ký tự viết tắt như CB, RB, CM, LM hay CF. Về điều này thì đa phần các khán giả đều hiểu, đặc biệt là những ai từng chơi qua bộ môn FIFA Online hay PES. Việc nhớ vị trí sẽ giúp các bạn hình dung tốt hơn theo mô tả của chúng tôi. Hãy bình tĩnh, uống một ly trà và bắt đầu tìm hiểu dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên Erik ten Hag trong trận derby hoa hồng giữa Leeds và Man United. Khi bắt đầu trận đấu, Man United tiếp tục bị ngợp bởi cách gây áp lực từ phía Leeds như lượt đi trước đó vài ngày. Những câu hỏi đặt ra là: vì sao các cầu thủ Man United bị ngợp? Đầu tiên, khi dàn đội hình như sơ đồ thi đấu cơ bản, Man United sẽ phải đối đầu với khối 4-4-2 của đội chủ nhà. Nếu trung vệ muốn chuyền bóng ngắn trong tình thế tiền đạo đối phương áp sát, lựa chọn tốt nhất chỉ là hậu vệ biên vì khu vực trung lộ đã bị bịt kín. Tuy nhiên, khi Dalot nhận bóng, lập tức anh bị áp lực gấp đôi với tiền đạo và tiền vệ cánh bên phía đối phương chủ động lao vào. Như vậy thì cách tốt nhất mà hậu vệ người Bồ Đào Nha có thể giải quyết là trả ngược lại cho Harry Maguire, chứ không phải là đưa lên cho Fernandes hay là Jadon Sancho, những cầu thủ luôn nằm trong tầm ngắm của đội chủ nhà. Hãy lưu ý là khu vực trung tuyến của cặp đôi Fred và Sabitzer trong tình huống này vẫn đang bị bịt kín. Vậy hậu quả của việc cố gắng đưa bóng lên trên là gì? Vâng, là như thế này thưa quý vị. Trên thực tế thì Man United đã biết đối phương chơi như thế nào và ban đầu thì họ đã kéo Malacia hoặc là Dalot vào trung lộ. Lúc này, sơ đồ thi đấu chuyển thành 3 trung vệ và một tiền vệ trụ tạm thời, chính là hậu vệ biên cho vai trò ngược. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy là Leeds United cũng lập tức phong ấn Malacia bằng cách tạo ra một cái lồng và thách kẹo Harry Maguire cũng không dám đưa quả bóng vào đó. Vậy thì Erik ten Hag đã hóa giải chiến thuật của Leeds như thế nào? Thực ra thì tác giả cũng không chắc về lý do vì sao cho đến mãi cuối hiệp 2 thì sự khởi sắc mới bắt đầu xuất hiện từ phía Man United. Có thể vì yếu tố thời điểm sau khi chiến lược gia người Hà Lan nhận thấy là đối phương đã xuống sức và đó mới là lúc ông tiến hành nghiệm thu trận derby hoa hồng, đúng như lời hứa trong buổi họp báo cách đó vài ngày. Trên thực tế, huấn luyện viên Erik ten Hag không hoàn toàn thay đổi sơ đồ thi đấu mà chỉ là hoán đổi vị trí cầu thủ trên sân với Fred trở về trước mặt hàng thủ. Sabitzer lùi xuống cạnh các trung vệ, trong khi hai hậu vệ cánh thì hoàn toàn đứng sát đường biên. Cũng là hệ thống 3-1-4-2, nhưng điều khác biệt nằm ở vai trò của Sabitzer. Và thêm nữa là Bobo lùi xuống sâu hơn so với nhiệm vụ trung phong của mình. Khi kéo tiền vệ trung tâm về hàng thủ và giãn rộng vị trí của hai hậu vệ biên, thì rõ ràng Man United đã khiến cho Leeds bối rối trong ý thức gây áp lực, vì họ không biết phải làm gì với các hình tam giác 1-2 ngoài cánh. Đội chủ nhà cũng không thể đưa tiền đạo dạt ra hỗ trợ vì điều này sẽ khiến cho khu vực trung tuyến bị hở. Vậy lý do vì sao Bobo được kéo khỏi vị trí trung phong cắm? Có vẻ là Man United muốn tạo ra quân số bất thường trong ô chữ nhật, được hợp thành bởi giữa các tuyến, tiếng Anh là Between the Lines, theo chiều ngang sân và hành lang trong, tiếng Anh là Half Space, theo chiều dọc sân như mô tả trên màn hình. Với Bruno Fernandes và Bobo ở nách đối phương, vô hình chung thì khu vực giữa sân trở nên trống trải và khiến cho các tiền vệ trung tâm bên phía Leeds United không còn hữu dụng vì nhiệm vụ của họ là gây áp lực lên các tiền vệ chơi cùng vị trí. Nhưng Sabitzer thì đã không còn ở lại vòng tròn như trước. Minh chứng cho sự thất thế chính là tiền vệ cánh Nonto không chủ động theo kèm Sabitzer mà anh buộc phải chú ý rằng Wan-Bissaka đã băng lên ngoài đường biên. Bên cạnh đó thì tiền đạo Patrick Bamford cũng phải giữ vị trí ở trung lộ khi đằng sau anh là Fred không sợ áp lực vì Fernandes và Bobo cũng theo sát hai tiền vệ trung tâm người Mỹ, những người vô tình phải chơi theo thế quay lưng so với Fernandes và Bobo. Nghĩa là nếu Fred bị áp sát từ phía sau thì chắc chắn quả bóng sẽ được Harry Maguire đưa cho Fernandes hoặc là Bobo vì đó là khu vực bị các tiền vệ trung tâm của đội chủ nhà đã bỏ lại. Thạch ông cố nội, trung vệ cũng không dám lao lên vì trước mặt họ đang là những tiền đạo nhanh như máy. Như vậy, khi kéo Sabitzer xuống và đẩy hai hậu vệ biên lên cao, thì Man United đã hóa giải được hệ thống 4-4-2 của Leeds và từ đó mở ra hướng lên bóng.
Hình ảnh này cho thấy Man United khiến đối phương phải theo đuổi, chứ không phải là đối đầu. Khi mà Sabitzer cầm bóng, đó là khu vực của Nonto, nhưng cầu thủ này lại biến mất khỏi khung hình. Lý do là vì anh ta phải chú ý đến Wan-Bissaka đã dâng cao ngoài cánh. Để so sánh chi tiết hơn nữa, thì đây là hai sơ đồ thi đấu của Man United trong hai giai đoạn bế tắc và khai thông. Với cách chơi 3-2-2-3, rõ ràng các vị khách đã bị chèn ép vì không thể tạo ra khoảng trống ở bất cứ khu vực nào. Nhưng hai cánh thì đã được mở rộng khi họ chuyển đổi thành 3-1-4-2. Quả nhiên, ngay lập tức thì cơ hội đã đến với Man United khi Marcel Sabitzer thoải mái kiểm soát quả bóng. Hãy nhìn đường truyền này vào khu vực giữa các tuyến cho Bobo. Có thể thấy hai tiền vệ trung tâm bên phía đội chủ nhà đã bị hớ vì tư thế quay lưng của họ. Trong hiệp thi đấu thứ nhất, chắc hẳn quý vị và các bạn vẫn nhớ rằng Leeds United đã phong ấn Malaysia bằng cái lồng 4 góc. Sau giờ nghỉ giải lao, đến lượt Man United làm điều tương tự trước khi chuyển cánh đột ngột và giết chết trận derby hoa hồng. Thật khiên cưỡng khi nói rằng huấn luyện viên Erik ten Hag kéo Bobo xuống để đóng vai trò số 10 của Bruno Fernandes, vì đây đơn giản là sự linh hoạt vị trí mà chiến lược gia người Hà Lan muốn triển khai trên sân. Khi đứng ở khu vực giữa các tuyến và đằng sau hàng tiền vệ đối phương như vậy, rõ ràng Bobo và Fernandes sẽ rất khó để theo kèm vì đối phương không có thế khi chơi quay lưng. Tổng kết lại chương trình, chúng tôi sẽ tường thuật lại bằng những gạch đầu dòng như sau. Thứ nhất, Erik ten Hag đã thay đổi một chút sơ đồ thi đấu từ 3-2-2-3 sang thành 3-1-4-2 và linh hoạt di chuyển cho các cầu thủ. Thứ hai, việc bố trí Bobo và Fernandes ở giữa các tuyến và sau hàng tiền vệ đối thủ nhằm gây ra khó khăn cho cách gây áp lực của đội chủ nhà. Thứ ba, nhờ chiến thuật overload, như đã nói trong buổi phân tích chiến thuật số 61 và tài năng của Rashford, các vị khách đã giành chiến thắng. Chương trình hôm nay cũng là khi tác giả Ilfer muốn chia sẻ với quý vị và các bạn những góc cạnh chiến thuật mà nhà cầm quân người Hà Lan đang mang lại cho bầy quỷ đỏ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football, hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.